Rồi, xin chào các bác. Thì trên tem đây đang là mấy cái con LG G8 nhé các bác nhé. Thì G8 ấy, nó sẽ có hai cái bản. Thứ nhất là bản Mỹ và thứ hai là bản Hàn. Thì các bác cũng rất là dễ phân biệt thôi. Bản Mỹ thì có hai camera phía sau như này này. Còn bản Hàn ấy, thì nó sẽ có ba camera phía sau như này. Thì nhìn phát là các bác biết luôn. Thì những cái con G8 em đang có đây này, nó đều là bản dựng các bác nhé, là chính tay em dựng nhé các bác nhé, nó không phải là zin nguyên bản đâu. Và trên thị trường bây giờ thì cũng có rất nhiều anh em bán LG G8 và cũng có nói là zin, thì các bác phải hỏi rõ zin nó là zin như thế nào, zin nguyên bản khác nha các bác nhé, và zin tất cả các linh kiện đều là zin thì nó lại là khác các bác nhé. Đấy, và em đa số em thấy là các bác nghe từ zin là các bác nghĩ là zin zin nguyên bản, là hàng chưa hề động chạm ấy, chưa hề mở ra hoặc chưa hề có động chạm gì về 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 mở cạnh mở cái thứ, thì đấy gọi là zin nguyên bản các bác nhé. Còn đây em nói là cái hàng của em này này, nếu như em chả nói gì thì các bác thì em sẵn sàng em nói là bản zin nguyên bản, các bác khi nhiều khi các bác không biết đâu. Đấy, cho nên là các bác mua hàng của ai cũng được thôi, chú ý là hỏi rõ người ta xem là hàng nó là hàng như thế nào và chú ý là test các thứ cho nó ok các bác nhé. Thì đây là những cái con G8 chính tay em dựng và dựng từ những cái linh kiện zin các bác nhé, và là mới tinh. Thì về cái độ mới thì các bác khỏi phải lo nhé, nó là hoàn toàn là không có cái vết xước nào cả. Thì trên thị trường ấy, cũng có rất nhiều anh em bán hàng gọi là đẹp leng keng hay là đẹp 99% ấy, và các bác cũng nghĩ là không có vết xước thì hoàn toàn là không phải các bác nhé. Hàng không có vết xước khác và hàng 99% khác nhé, và hàng đẹp leng keng cũng cũng thế các bác nhé. Hàng có nhiều ông bảo là hàng đẹp leng keng nhưng mà thực ra là vẫn có xước, và thậm chí có nhiều anh em rao hàng là hàng không có vết xước gì nhưng mà về đến tay em là vẫn xước tùm lum các bác nhé. Cho nên là nếu như mà không có cái clip quay rõ nét như này thì nhiều khi là anh em toàn bị lừa thôi. Đấy, thì tại sao ấy, tại sao em phải nói rõ như vậy? Tại vì trên thị trường bây giờ LG nó không sản xuất nữa, cho nên là hàng hàng mà anh em nào bảo là hàng zin nguyên bản thì thực sự là đối với cái kinh nghiệm của em nhé, là em thấy là gần như không có đâu, và toàn mấy thằng đấy toàn là thằng lừa thôi. Đấy, cho nên là các bác đi mua thì hàng hết sức cảnh giác các bác nhé. Và cái hàng dựng này của em này thì giá nó rất là đắt các bác nhé. Em phải nói luôn là giá nó rất là đắt. Ví dụ như cái bản Hàn G8 Hàn này này, em đang bán là giá là 3 triệu các bác nhé. Còn cái bản Mỹ này này thì em đang bán là giá 2 triệu 8 các bác nhé. Thì tại sao nó có chênh lệch 200k như vậy? Thì các bác cũng biết rồi, cái bản Hàn này nó chỉ có hai camera thôi, không có cái camera tele nữa, cho nên là nó sẽ bị hụt mất một chức năng này. Thứ hai nữa là cái song sánh của bản Mỹ ấy, thì bao giờ so với bản Hàn này, đối với kinh nghiệm của em nhé, em không nói những anh em khác, đối với kinh nghiệm của em nhé, thì em vẫn đánh giá là cái bản Hàn ấy, cái song sánh của nó, cái sóng 4G ấy nhá, sóng 3G, 4G, 2G ấy, là nó sẽ mạnh hơn. Đấy, cho nên là cái giá nó sẽ cao hơn một chút. Đấy, thì cái hai con này ấy, là em đã gắn cái nắp lưng vào rồi, thì bảo đảm cho các bác là linh kiện bên trong ấy, nó đều là zin hết, nó sẽ như cái con này này. Con này thì em chưa gắn này, để lát nữa ấy, em sẽ mở từng cái linh kiện để em giới thiệu cho các bác từng cái chi tiết một, tại sao cái máy của em nó lại giá nó lại cao như vậy. Đấy, thì không không có gì mà là không có lý do đâu các bác. Rẻ thì nó đi đôi với cái chất lượng nó sẽ giảm xuống cứ cứ dần dần thôi. Cho nên các bác thấy cái giá nó cao quá, các bác bảo à thằng này chắc lại lùa gà xong rồi gì gì đấy. Nói chung là em cũng đã bị mấy lần bóc phốt theo kiểu mà thấy em bán giá cao, mấy ông bán cũng kiểu cũng bán hàng ấy, xong rồi thấy giá cao thì lập mấy cái link ảo xong đi phốt, buồn cười lắm. Anh em cũng biết rồi, hàng của ai thì người bán, người ta bán giá nào thì kệ cha người ta chứ liên quan gì đâu. Anh em mua được thì mua, không mua thì thôi, chứ cần gì phải 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 dìm hàng này nọ cho nó mệt. Tại đây như một cái con G8 này em đã bóc hết các siêu màn, siêu siêu viền rồi, siêu lưng ra rồi, thì các bác yên tâm nhé, nó sẽ đẹp là không vết xước, em dám khẳng định một điều là không vết xước, hoặc là nếu mà có vết xước nào đấy thì nó rất là nhỏ mà gần như em cũng không thấy được, mà em là cái thằng mà kiểu như bị cái chứng gì 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 OCD gì đấy, nói chung bị cái chứng nghiện hoàn hảo ấy, cho nên là máy của em làm ra thì em cũng 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 muốn nó đạt tới cái sự hoàn hảo, và dành cho những em nào thích cái sự hoàn hảo ấy, nó phải là đẹp nét và không hề có vết xước đấy. Đây các bạn có thể nhìn, nói chung là
là tại vì nó là đều là đồ mới hết, cho nên là giờ có quay như này thì các bác chắc chắn các bác cũng không thể thể nào mà nhìn thấy một cái vết xước nào đâu, cho nên em chỉ quay qua qua thôi, cho các bác yên tâm là cái hàng này nó là hàng không vết xước nha các bác nhé. Đó. Đó, không vết xước luôn cả màn hình cái thứ đấy, nó là đẹp nét các bác yên tâm nhé, màn hình không hề phải là ép kính hay là đánh kính hay gì cả, nó là hàng zin và đẹp không vết xước đấy. Thì khi mà dựng cái máy như thế này thì các bác sẽ quan tâm đến cái việc đó là pin nó có ngon không, và thứ hai nữa là các chức năng có ngon không, và thứ ba nữa là còn áp suất hay không đấy. Như trên nhiều bác vẫn thích áp suất mà, thì em sẽ dám khẳng định với các bác là máy em dựng ra đây ấy, là pin ấy, nó sẽ là pin mới 100% này. Đây em có rất nhiều pin G8 mới 100% các nhé, mới 100% là hề chưa hề sử dụng ấy. Các bác nhìn này, cái pin mà chưa hề sử dụng ấy, cái phần mặt sau của pin ấy, nó sẽ không hề có vết xước nào cả và không hề có vết nhăn nheo nào cả đấy, bóc ra nó sẽ nhăn nheo ngay đấy. Và thứ hai nữa là cái vấn đề còn áp suất hay không, thì chắc chắn một điều là các bác là còn áp suất nhé. Đây như con này em sẽ test áp suất cho bác yên tâm. Đây áp suất đây thì các bác thấy nó đang là 1011.11 đúng không, bóp này đấy nó lên 1 chấm, đây là em mới bóp nhẹ nhẹ rồi nhá, đấy đến 1.8 đấy, đến hai hơn 2 chấm thì con này nó nhảy được khoảng tầm 1 chấm này. Đây còn như con này không biết con này bản gì, con này không phải là bản này, thì không phải đây, em cũng có test lại áp suất cho bạn này, đang là 101.10.17 đấy, con này nhảy rất là mạnh luôn đến 18 đó. Thì con này cũng thế thôi, nó nhảy được hơn 1 chấm các bác nhé, cho nên các bác yên tâm tất cả những con em dựng ra em bảo còn áp suất, có áp suất nghĩa là còn áp suất và mạnh hay không thì là tùy các bác thôi. Thì đối với LG thì là cứ trên 0.5, nhảy được 0.5 là cái số sau dấu phẩy này này. Đấy ví dụ như là bây giờ nó là 0.7 đúng không? Thì ví dụ nhảy lên 0.5 nó sẽ là 1.1.2.3 gì đấy. Đấy, cứ nhảy như vậy là được ok nhé, sau dấu phẩy này này. Em tính từ trước dấu phẩy và sau dấu phẩy ra cho các bác nhé. Đấy ví dụ bây giờ là 0.7 này. Ví dụ cộng thêm 0.5 nữa thì sẽ là 1.1.3 đúng không? Đấy, thì cứ trên 0.5 đơn vị là ok. Và tùy các bác tính kiểu gì thì em cũng không biết. Đối đây là đối với kinh nghiệm của em nhé. Ok. Thì thứ hai nữa ấy, là tất cả chức năng thì em sẽ không ghét nữa, em sẽ bảo đảm cho các bác là tất cả cái chức năng ở trên con này đều bình thường, không hề có một lỗi nhỏ nào các bác nhé. Đấy và pin thì em nói rồi, áp suất chức năng là cái đấy, cũng nói chung là về cái chức năng pin rồi áp suất cái thứ là còn hết các bác nhé. Và bây giờ em sẽ tháo hẳn một con máy ra, tại vì em cũng chưa gắn cái lớp lưng của con này, để cho các bác biết được là tại sao cái máy em dựng ấy, nó lại đắt như vậy. Đấy thì trước tiên ý, là về cái nắp lưng này nhé, cái nắp lưng này là nó đã chắc chắn các bạn là nó là nừng zin các bác nhé, và cũng chưa hề có vết xước, còn tất cả các miếng bảo vệ đây đấy. Camera cũng có cái miếng chống bụi này đấy, vân tay cái thứ là mới tinh các bác nhé, vân tay là mới tinh hết các bác nhé. Đấy. Thứ hai là cái bộ màn này, bộ màn liền cái khung này, và cũng còn siêu màn này, cái này thì bóc ra cái là mới tinh hết các bác nhé. Đấy kệ nó thôi đấy, và khung viền cái thứ là hoàn toàn là mới tinh nhé các bác nhé. Đấy và tiếp theo nữa là một cái cũng khá là quan trọng, đó là cái khay sim đây. Thì cái khay sim này nó là khay sim zin các bác nhé, và mới tinh không hề có vết xước, kể cả cái lỗ chọc này nhé, kể cả cái lỗ tròn chọc này cũng không có vết xước, không có vết sức nhẹ gì luôn ấy. Đấy cho nên là nhiều anh em khác bán ấy là người ta không có cái khay sim xịn này đâu đấy, cho nên nó chỉ là một tí chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà em cũng có nói để các bác biết được là em muốn chăm chút đến từng cái chi tiết nhỏ luôn ấy. Đấy các bác, đấy khay sim mới tinh các bác nhé, và zin đấy. Đấy và tiếp theo ấy, em sẽ tháo hẳn cái máy ra, bây giờ máy này đang bật tắt nguồn vậy đó. Đấy
Em sẽ tháo cái máy ra để cho các bác biết được là từng cái chi tiết bên trong nữa, để cho các bác yên tâm. Đấy. Và ngay cả mấy cái con ốc này nữa các bác nhé. Mấy con ốc này cũng là zin các bác nhé. Ốc của G8 nó là ốc ngắn. Nhiều anh em dựng máy không biết thì chơi con ốc dài vào hoặc con ốc của V50 vào là đứt luôn các bác ạ. Đứt cái màn luôn. Cho nhiều khi là anh em không để ý ấy. Có thể chơi đứt luôn nhưng mà có thể có sự mạnh mẽ hơn một chút là đứt. Nói đến đây thì các bác cũng biết rồi, cái clip em làm thường nó rất là dài. Cho nên anh em nào mà không ưa sự dài dòng thì chắc là khó mà xem được đến đây. Đấy. Đây. Đây là cái nắp NFC và kiêm luôn cái chức năng sạc không dây. Thì các bác yên tâm nhé, tất cả những con này sạc không dây đều bình thường hết. Em đã test hết rồi, chúng ta không phải lo cái chuyện đấy. Rồi để đây. Tháo cái jack pin này đã. Đây. Còn đây là cái cụm loa ngoài này, cụm loa ngoài. Thì thường thường nghĩ là anh em làm cái này không vệ sinh cái loa ngoài này đâu. Thì khi mà không vệ sinh có nhiều bụi thường thường nó có thể nó gây đến bị rè loa các bạn. Cho nên là em cũng rất là chú ý cái này. Là lắp vào cái thứ là phải vệ sinh sạch cái lỗ loa này luôn cho nó không hề có cái bụi nào. Đấy. Ok, thì đây đây là viên pin này. Viên pin này thì là em chưa lắp vào nhé, tại vì đây cầm miếng khi mà lột cái này ra, cái lột cái miếng này ra thì mới có cái lớp keo để dán vào, thì em mới gá tạm vào thôi. Thì các bạn yên tâm nhé, cái pin mà dùng cho con G8, tất cả những con G8 em đang có này thì nó đều là pin mới tinh các bác nhé, và là pin chính hãng sản xuất năm 2021 này này. Đấy thì nó là pin mới nhất rồi và là ngon nhất rồi, cho nên là các bác yên tâm và hết chưa hề sử dụng cái mã của nó đây này, ALT này, ATL chứ quên đó, cho các bác yên tâm nhé. Và hiện tại bây giờ là cũng chưa có thể độ được cái cục pin nào cho cái con G8 này cả. Cái cục pin G8 này nó chỉ có dung lượng là 3.500 thôi, thì so với con V50 ấy, thì là nó sẽ yếu hơn các bác nhé. Đấy, cho nên các bác nào cần pin trâu hơn thì nên mua con V50. Còn ở cái mức đồ dùng hoặc làm mấy cái máy 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 chính cũng được, máy phụ cũng được, nhưng mà cần cái sự nhỏ gọn ấy, thì con G8 nó sẽ ngon hơn các bác nhé. Và G8 ấy, cái cam trước của nó là sẽ ngon hơn. Đấy, và nó có G8 này nó có Face ID được các bạn, nó có Face ID 3D như như bên iPhone ấy, nó ngon như vậy luôn. Đấy. Rồi. Tiếp theo em sẽ tắt cái main này cho bác yên tâm. Ok, thì cái cốt lõi của cái con máy nào cũng thế thôi, nó là cái main. Thì các bạn yên tâm nhé, cái main này nó hoàn toàn là chưa hề có sửa chữa gì cả, chưa hề có động chạm, chưa hề có sửa chữa gì cả. Đương nhiên nó nằm bên cũ thôi nhưng mà nó hoàn toàn rất là ngon, không hề có cái lỗi gì và chưa hề động chạm, chưa hề sửa chữa gì cả. Đấy, cho nên các bác yên tâm nhé, về cái main thì không phải lo. Đấy, và đây tiếp theo là cái khung nữa này, thì cái khung này ấy, là bảo đảm cho các bác là còn cái miếng đồng tản nhiệt này, này là cái miếng dài dài như con rắn này này. Đấy, còn miếng đồng tản nhiệt thế các bác nhé, và tất cả những linh kiện trên đó như kiểu là camera trước này, Face ID này, cục rung này, hay là loa ngõ trong này, đấy nó đều là zin hết. Và có một cái điều nhỏ nữa đó là cái chân sạc đây, em đút cái chân sạc cho các bác em chúng ta xem. Đây các bác, thì cái chân sạc này có thể là nhiều anh em sẽ không để ý nhưng mà nó rất là quan trọng các bác nhé, tại vì hàng ngày các bác phải dùng đến nó, các hàng ngày các bác phải sạc nó. Thì cái chân sạc này thì em sẽ bảo hàng cho các bác nó là chân sạc mới tinh các bác nhé, mới tinh này. Các bác có thể nhìn nhìn vào cái ánh điện này, nó là cái chân đồng trong này. Đấy, các bác nhìn không, chân đồng còn rất là sáng này, các bác thấy không? Đấy, còn rất là sáng nha các bác nhé, nó là mới tinh các bác nhé. Đấy, và ở trên con G8 ấy thì nó không có bị cái lỗi lỗi lỏng chân sạc như con B60 đâu. Tuy nhiên ấy, thì là tại vì em dựng máy mà, cho nên em cũng có bóc ra và em đổ thêm cái keo cho nó như này này. Đấy, đổ đổ keo cho nó ở bên này này.
Đây, bây giờ có nhìn rõ không? Đổ keo cho nó này, đấy, đổ keo này, đổ cả bên này và đổ cả bên này nữa các bác nhé. Đấy, để tăng cái sự chắc chắn. Thì cái này thì cũng là hơi thừa thôi, nhưng mà tuy nhiên thì em muốn là nó tốt, nó chắc chắn hơn ấy, thì em đổ thêm. Thì bình thường ấy, bình thường thì nó chỉ có như này thôi. Bình thường cái zin ấy nó cũng chỉ có như này thôi. Đây các bác nhìn thấy không? Nó không hề có cái lớp keo gì ở đây cả. À, không hề có lớp keo. Bên này cũng thế. Đây là cái zin nhưng mà là chưa đổ keo nhé. Đấy, thì em cũng có đổ thêm vào cho nó chắc ăn hơn thôi. Đây, các bác nhìn này. Đó. Ok. Thì các bác yên tâm về cái chất lượng của cái chân sạc này thôi nhé. Chân sạc này thì nó quá tuyệt vời rồi, không vấn đề gì cả. Đấy, nó chỉ là chi tiết nó nhỏ thôi, nhưng mà em cũng biết, em cũng muốn nói với các bác là để các bác yên tâm là về dùng con máy nó yên tâm. Và ngoài ra thì là khi mà bán cái máy này thì em sẽ tặng kèm các bác một bộ sạc, quên em chưa lấy đây, em chờ em tí nhé. Đây, thì khi mà bán kèm máy ra em sẽ tặng kèm các bác cái bộ sạc này. Thì các bác yên tâm nhé, bộ sạc này cũng là bộ sạc zin các bác nhé. Nó là 18W, nó phù hợp với cái con V6, à quên VG, à, con G8 này. Thì con G8 này cái công suất sạc tối đa của nó cũng chỉ là 18W thôi. Cái củ này cũng là củ 18W cho nên nó đi kèm là rất là hợp lý. Ok, các bác có mua cái củ 25W thì nó cũng không nhanh hơn được mấy đâu. Cho nên các bác chỉ cần, nếu mà dùng G8 với V50 ấy, là chỉ cần dùng cái bộ 18W là ok rồi. Đó. Ok, thì chỉ có thế thôi. À, con máy này thì em cũng vừa nói rồi đấy, tất cả các chi tiết nhỏ nó đều là zin và nó phải là hoàn hảo nhất đối với em. Em muốn nó làm tất cả các thứ nó đều phải hoàn hảo hết để các bác về các bác dùng cho nó yên tâm. Đấy, và một điều nữa là khi em các bác dùng ngon thì em cũng không phải bảo hành. Nói chung là bán máy ra mà phải bảo hành thì rất là mệt các bác ạ. Cho nên là em muốn bán máy ra rồi em không bao giờ muốn phải bảo hành cả. Cho nên là mua máy thì các bác tìm nơi uy tín mà mua thôi. Em cũng chả nói là em là uy tín hay là chỗ khác là không uy tín, nhưng mà máy của em nó có như thế nào thì em muốn nói nó như vậy để các bác biết được là máy nó đang như vậy để mà các bác lựa chọn thôi. Còn tùy các bác nếu mà cần cái sự hoàn hảo, cái sự chất lượng tốt tốt nhất có thể thì có thể mua của em. Còn nếu mà các bác cần sự rẻ hơn, tiết kiệm tiền thì các bác có thể mua cái chỗ khác. Thì nó cũng 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 hên xui mà. Mua chỗ khác rẻ hơn và được máy ngon thì cũng là ngon, thì là ngon hơn. Còn bây giờ các bốn chắc ăn thì chơi thôi, chứ tiền là của các bác mà, các bác tiêu xài như nào thì là quyền của các bác, không ai có thể dạy các bác được. Rồi ok, thì đây là con G8, em cũng đã giới thiệu hết tất cả về nó rồi. Các bác nào cần thì liên lạc em ở số Zalo ở góc màn hình này nha các bác nhé. Ok, chào các bác.